bây giờ, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học hôm nay. Xin chào tất cả các em, chúng ta đang theo dõi chương trình Chinh phục kỳ thi 2019 số luyện đề. Các em thân mến, chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau ôn luyện đó là chủ đề về tích phân và số phức. Và phần đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập các bài tập đó chính là các bài tập liên quan đến phần tích phân và nguyên hàm. Trước hết là chúng ta sẽ có câu đầu tiên, câu số 1. Câu 1. Cho tích phân từ trừ 1 cho đến 2 của f(x) dx bằng 2 và tích phân từ trừ 1 cho đến 2 của g(x) dx bằng trừ 1. Yêu cầu là tính y là tích phân từ trừ 1 cho đến 2 của x cộng với 2fx trừ đi 3 gx dx. Phần A y bằng 17/2, phần B y bằng 7/2, phần C y bằng 5/2 và phần D y bằng 3/2. Đây là một trong bài toán khá phổ biến về các chủ đề liên quan đến tích phân, đúng không? Và bài toán này người ta muốn kiểm tra chúng ta các tính chất của tích phân và nguyên hàm. Và tính chất mà người ta muốn kiểm tra chúng ta ở đây đó chính là công thức tích phân của một tổng thì bằng tổng các tích phân, đúng không? Và số được đẩy ra ngoài, đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải làm một tác đó là từ cái tích phân y này chúng ta sẽ làm một tác là chúng ta tách ra cho thầy, đúng chưa? Chúng ta tách ra cho thầy và chúng ta sẽ tận dụng những cái tích phân mà đầu mà người ta cho chúng ta thay vào, chúng ta sẽ tính được giá trị của y thôi, được chưa? Từ đó thì chúng ta sẽ có như sau. Ta có y là, và bây giờ chúng ta sẽ tách ra làm 3 nhé. Đó là tích phân từ trừ 1 cho đến 2 của x cộng với 2 lần tích phân từ trừ 1 đến 2 của fx và trừ đi 3 lần tích phân từ trừ 1 đến 2 của gx dx. Được chưa? Như vậy chúng ta sử dụng tính chất của tích phân và chúng ta tách nó ra, chúng ta sẽ thu được như sau. Đó là trừ 1 trên 2 của x dx cộng với 2 lần trừ 1 trên 2 của fx dx trừ đi 3 lần trừ 1 cho đến 2 của gx dx. Được chưa? Như vậy chúng ta tách ra làm 3. Và sau khi chúng ta tách ra rồi chúng ta sẽ thấy rất là dễ thôi, bởi vì cái tích phân này thì hoàn toàn em tính được ngay này. X này, đúng không? Chúng ta tính được ngay bằng cách là chúng ta có thể dùng máy tính thì chúng ta có thể tính được nhanh, hoặc chúng ta tính nguyên hàm và chúng ta thay vào chúng ta tính như bình thường ấy. Cái thứ hai đó là tích phân từ trừ 1 cho đến 2 của fx dx thì đầu bài người ta cho em rồi này, cho bằng 2 rồi, đúng không? Và cái thứ ba đó là tích phân từ trừ 1 cho đến 2 của gx dx thì đầu bài người ta cũng cho em bằng trừ 1 rồi. Như vậy chúng ta chỉ cần làm chúng ta thay xuống thôi và chúng ta sẽ thu được như sau là bằng 3/2 cộng với 4 cộng với 3 và kết quả bằng 17/2. Được chưa? Sau khi chúng ta tìm được là 17/2 rồi, chúng ta sẽ chọn được ngay phương án chính xác ở đây. Phương án chính xác ở đây chính là phương án A. Chúng ta đã hiểu bài này chưa? Đúng không? Như vậy bài này chúng ta đã cùng nhau ôn lại một cái tính chất đó là tích phân của một tổng, một hiệu thì bằng tổng hiệu các tích phân và số được đẩy ra ngoài phép toán lấy tích phân. Được chưa? Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 2. Cho hàm số fx liên tục trên R và tích phân từ 2 cho đến 5 của fx dx bằng A. Yêu cầu tính tích phân y là tích phân từ 0 cho đến 1 của f 3x cộng 2 dx theo A. Phần A đó là y bằng 3a nhỏ, phần B y bằng a trên 3, phần C y bằng a và phần D y bằng 3a cộng 2. Được chưa? Đây là một kiểu bài toán, nếu như bạn nào mà đã từng ôn luyện về tích phân thì rõ ràng đây là một kiểu bài toán rất phổ biến, không có gì mới lạ cả. Đúng chưa? Chúng ta sẽ phải làm động tác ở đây đó là người ta cho chúng ta tích phân từ 2 cho đến 5 của fx dx bằng A rồi. Và chúng ta sẽ phải đi tính tích phân y này theo A. Được chưa? Có một sự khác biệt ở đây đó chính là gì? Đó chính là cái f 3x cộng 2, đây là f 3x cộng 2, còn đây là fx. Đúng không? Đấy. Và chúng ta lưu ý ở đây là cái giả thiết về hàm liên tục này thực ra là chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều lắm, bởi vì cái giả thiết hàm liên tục này nó chỉ đảm bảo để cho các tích phân này là có nghĩa thôi. Là, đúng không? Đấy. Thế thì đối với bài toán này, kiểu bài toán này thì chúng ta có rất nhiều cách làm và một trong cách làm đó là chúng ta sử dụng phương pháp đà điền phụ. Đúng không? Trước hết là chúng ta sẽ đặt 3x cộng 2 bằng t này. Và chúng ta chuyển đổi cái tích phân này từ biến x sang biến t. Đúng không? Sau khi chuyển đổi từ biến x sang biến t rồi thì chúng ta sẽ từ đó chúng ta có thể dựa trên cái tích phân từ 2 cho đến 5 của fx dx bằng a là ta có thể biểu diễn được cái biểu thức y. Đấy chưa nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đà điền phụ nhá, và chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ đặt t bằng 3x cộng 2. Sau khi em đặt t bằng 3x cộng 2 rồi chúng ta sẽ lấy vi phân 2 về, chúng ta sẽ lấy dt. Và chúng ta thấy rằng là dt thì là d của 3x cộng 2. Và nhớ là d của 3x cộng 2 thì bằng 3 lần dx. Được chưa? Như vậy chúng ta tính được dt rồi. Sau khi chúng ta tính được dt rồi thì tích phân này như vậy chúng ta có đây là ft rồi này. Dx này có thể chuyển đổi là bằng 1/3 dt, đúng không? Đấy, và chúng ta nhớ rằng đây là tích phân. Thì có một cái bước quan trọng mà khi chúng ta đi tính tích phân đó là cái bước chúng ta phải đổi cận. Như vậy chúng ta sẽ đổi như sau. Với cận dưới x bằng 0 ta tìm được t bằng 2. Với cận trên x bằng 1 chúng ta tìm được t bằng 5. Đúng chưa? Như vậy cái điều thức y này là tích phân từ 0 đến 1, bây giờ sẽ được chuyển thành là từ 0 đến 1, bây giờ các em sẽ chuyển thành từ 2 cho tới 5. Đúng nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ biểu diễn như sau. Chúng ta sẽ chuyển đổi y từ biến x về biến t như sau. Chúng ta được là y bằng 1/3 tích phân từ 2 đến 5 của ft dt. Như vậy việc chuyển đổi này hoàn toàn là đã xong. Rồi, như vậy chúng ta thu được là y là y bằng là 1/3 tích phân từ 2 cho đến 5 của ft dt, đúng không em? Chứ chúng ta lưu ý rằng là ở đây là thêm biến t, nhưng đồ bài người ta cho em đây này là tích phân từ 2 đến 5 của fx dx bằng a, đúng không? Nhưng đây lại là tích phân từ 2 cho đến 5 của ft dt. Vậy thì ta làm nào nhỉ? Và chúng ta đừng quên một điều nhé, đó là tính tích phân theo biến x và tính tích phân theo biến t nó là như nhau, bởi vì thực ra kết quả của tích phân thì không phụ thuộc vào cái biến, đúng không? Chúng ta có thể ôn lại điều này bằng cách là chúng ta theo dõi lại các số trước đây của chương trình chinh phục kỳ thi mà thầy Minh đã dạy chúng ta về nguyên hàm và tích phân nhé. Và từ đó thì chúng ta có như sau, đó là tích phân theo biến t này sẽ được viết bằng là 1/3 tích phân từ 2 cho 5 của fx dx. Nhớ nhé, tính tích phân theo biến nào là không quan trọng, kết quả nó giống nhau, đúng không? Mà chúng ta đừng quên rằng là từ 2 đến 5 của fx dx là người ta cho ta bằng a rồi. Như vậy ta nhân với a nhân với 1/3 và kết quả cuối cùng là bằng a/3. Được chưa? Chúng ta tìm được a/3 rồi và chúng ta tìm được phương án chính xác ở đây sẽ là phương án gì nhỉ? Phương án B, đúng không em? Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án B là phương án chính xác. Chúng ta đã hiểu câu này chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang câu tiếp theo, câu số 3. Cho f lớn x là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x bằng e mũ x + 2x thỏa mãn f lớn tại 0 bằng 3/2. Tìm f lớn x. Phương án A. F lớn x bằng e mũ x + x bình trừ 1/2. Phương án B. F lớn x bằng e mũ x + x bình cộng 5/2. Phương án C. F lớn x bằng e mũ x + x bình cộng 3/2. Phương án D. F lớn x bằng e mũ x + x bình cộng 1/2. Chúng ta đã gặp dạng bài toán này chưa? Chúng ta thấy rằng dạng bài toán này thầy Minh đã ôn tập chúng ta khá là kỹ trong cái số về nguyên hàm và tích phân mà chúng ta đã được học ở những số trước đây của chương trình chinh phục kỳ thi, đúng không? Chúng ta sẽ nhớ kiểu bài toán này, đó là dạng bài toán mà đi tìm nguyên hàm. F lớn x là nguyên hàm của f nhỏ x, chúng ta sẽ đi tính nguyên hàm của f nhỏ x, đó chính là f lớn x. Nhưng chúng ta lưu ý rằng khi em tính nguyên hàm thì phụ thuộc vào hằng số c. Và điều kiện f0 bằng 3/2 sẽ giúp em tìm được c bằng bao nhiêu. Em tìm được c, chúng ta thay lại, chúng ta sẽ tìm được đáp án. Được chưa? Như vậy với bài toán này là một bài toán nếu làm như bình thường thì chúng ta thấy khá là đơn giản, đúng không? Đấy. Có một cách nữa đối với những bạn mà tận dụng được những đáp án này là em có thể kiểm tra cả 4 đáp án này, đúng không? Và điều đầu tiên mà chúng ta có thể kiểm tra đó là cái giả thiết f0 bằng 3/2 này. Em thể kiểm tra, đúng không? Em kiểm tra cả 4 đáp án này và chúng ta cũng có thể lọc ra. Sau đó chúng ta kiểm tra điều kiện về nguyên hàm là chúng ta cũng có thể tìm ra được phương án chính xác, đúng không? Như vậy có hai cách để bọn mình có thể làm được. Cách một là chúng ta làm giống như tự luận bình thường, chúng ta tìm hằng số c. Cách hai đó là chúng ta tận dụng đáp án và chúng ta thử lại, được chưa nhỉ? Ở đây thì thầy Minh sẽ trình bày theo cách số 1 nhé. Trước hết là chúng ta sẽ đi tính nguyên hàm. F lớn x là nguyên hàm của f nhỏ x và chúng ta có như sau. F lớn x chính là nguyên hàm của e mũ x + 2x dx. Và nhớ nguyên hàm của e mũ x là bằng chính nó. Nguyên hàm của 2x chính là x bình và đừng quên cộng thêm hằng số c. Như vậy f lớn x bằng e mũ x cộng x bình cộng c, chúng ta sẽ đi tìm c bằng cách dùng điều kiện f0 bằng 3/2. Chúng ta thay x thì bằng 0 thì giá trị nó sẽ bằng 3/2. Ta sẽ có như sau. Từ giả thiết ta có f0 bằng 3/2 thì tương đương với muốn tính f0 em thay x bằng 0, em cũng không thì bằng 1, đúng không? X bằng 0 rồi, đây là c bằng 3/2. Em chuyển vế sang, em tìm được c bằng 1/2. Chúng ta tìm c được 1/2 rồi, chúng ta sẽ thay vào đây. Chúng ta sẽ tìm được f lớn x, đúng chưa? Và từ đó chúng ta sẽ thu được f lớn x bằng e mũ x cộng với x bình phương cộng với 1/2. Em tìm được f lớn x rồi. Như vậy chúng ta sẽ đối chiếu với 4 phương án này và chúng ta suy ra ngay đáp án chính xác ở đây chính là đáp án gì? D. Được chưa? Chúng ta có thể thử lại bằng cách là chúng ta sử dụng cách thứ hai ấy. Chúng ta sẽ ngồi làm theo cách khác của thầy, chúng ta thử theo cách số 2 và chúng ta sẽ kiểm tra xem có đúng phương án D là phương án chính xác không nhé. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu tiếp theo, câu số 4. Cho f lớn x bằng x bình là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x nhân e mũ 2x. Yêu cầu tìm họ nguyên hàm của hàm số f' x nhân e mũ 2x. Phương án A, họ nguyên hàm này là trừ 2x bình phương cộng 2x cộng c. Phương án B, họ nguyên hàm là 2x bình phương trừ đi 2x cộng c. Và phương án C là trừ x bình phương cộng 2x cộng c. Và phương án D, là 9x bình phương cộng x cộng c. Kiểu bài toán này bắt đầu lắt léo hơn một chút, đúng chưa? Nhưng nó vẫn là kiểu dạng bài toán liên quan đến nguyên hàm. Và lưu ý ở đây đó là gì? Cái f lớn x là nguyên hàm của f nhỏ x. Chúng ta sẽ xem lại định nghĩa của nguyên hàm. F lớn x muốn là nguyên hàm thì đạo hàm của f lớn x phải bằng đúng anh này, được chưa? Mà chúng ta thấy rằng là f lớn x đã cho là x bình phương rồi. Như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ có một đẳng thức nếu như chúng ta dựa trên đúng cái định nghĩa của nguyên hàm. Bạn nào mà có quên cái định nghĩa của nguyên hàm thì các bạn có thể dở lại sách giáo khoa. Chúng ta sẽ xem cái định nghĩa nguyên hàm như thế nào. Định nghĩa đầu tiên mà chúng ta học, khái niệm đầu tiên mà chúng ta học về nguyên hàm ấy. Chúng ta dùng định nghĩa nguyên hàm, chúng ta sẽ tìm được một cái đẳng thức liên quan đến fx và f lớn x, được chưa? Và dựa trên đẳng thức này chúng ta sẽ thay vào, chúng ta sẽ tìm nguyên hàm của cái hàm số f(x) nhân e mũ 2x. Từ đó thì chúng ta sẽ có lời giải chi tiết như sau. Theo đúng định nghĩa nguyên hàm thì f lớn x là nguyên hàm của f nhỏ x, tức là philo em là f nhỏ x nhân e mũ 2x. F lớn x là nguyên hàm của f nhỏ x nhân e mũ 2x, tức là đạo hàm của f lớn x sẽ bằng f nhỏ x nhân e mũ 2x. Được chưa? Đây là định nghĩa nguyên hàm nhé. Bạn nào có quên xin mời sửa lại. Bây giờ sau khi chúng ta có định nghĩa này rồi, chúng ta đừng quên cho thành một điều là f lớn x của mình là có rồi. F lớn x là x bình phương. Em thay vào đây, đạo hàm x bình phương chính bằng là 2x. Đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có ngay đạo hàm x bình phương bằng 2x. Như vậy bây giờ mình có đẳng thức này rồi. Mình có đẳng thức này rồi thì đây là một đẳng thức rất là gọn nhẹ rồi. Và đừng quên rằng mục tiêu của em là gì? Mục tiêu của em đó là f' nhân e mũ 2x. Nhưng ở đây đó là fx nhân e mũ 2x. Nếu chỗ này là đạo hàm cái là ta sẽ có thể thay đổi ngay, được chưa? Và đến đây thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc gì? Chúng ta sẽ nghĩ đến việc gì để chúng ta cần phải tính? Bởi vì cái cần tính của ta là f(x) e mũ 2x. Nhưng đây ta lại có là fx nhân e mũ 2x. Chúng ta sẽ nghĩ đến điều gì nhỉ? Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ nghĩ đến việc là chúng ta tính đạo hàm hai vế, đúng không? Chúng ta tính đạo hàm hai vế của cái biểu thức này. Thì chúng ta sẽ có ngay ở đây sẽ sử dụng đạo hàm của một tích. fx nhân e mũ 2x là đạo hàm một tích u nhân v, đúng không? Thì chúng ta sẽ sinh ra được cái f' này, được chưa? Đấy, như vậy chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta lấy đạo hàm hai vế của đẳng thức trên, ta sẽ có như này là f(x) nhân e mũ 2x cộng với fx nhân e mũ 2x đạo hàm. Các em nhớ là e mũ 2x đạo hàm thì bằng là 2 nhân e mũ 2x. Còn về bên này 2x thì đạo hàm bằng 2. Đúng chưa? Đấy, thầy lấy đạo hàm hai vế nhá, và thầy dùng công thức đạo hàm một tích u nhân v. Đúng không? Đấy, u nhân v. Thế ta dùng đạo hàm một tích u nhân v thì đấy, ta tính đạo hàm thì là f(x) nhân e mũ 2x. Nó sinh ra f' rồi. Đây chính là cái thứ mà chúng ta cần tính đây, đúng không? Đấy, từ đó chúng ta sẽ rút ra, chúng ta sẽ được như sau. Chúng ta sẽ được là f' x nhân e mũ 2x, em chuyển thành phần này sang đây. Như vậy sẽ là 2 trừ đi 2 lần e mũ 2x nhân fx. Và đừng quên rằng chúng ta đã có fx nhân e mũ 2x là bằng 2x rồi. Vậy em chỉ cần thay vào thôi, đúng không? Như vậy sẽ bằng 2 này. Em thay e mũ 2x nhân fx chính là bằng 2x. 2 x 2 là 4. Như vậy sẽ là 2 trừ đi 4x. Thật ngạc nhiên, đúng không? Đấy, chúng ta thay được đến đây rồi. Chúng ta tính được f' x nhân e mũ 2x bằng 2 trừ đi 4x gì. Và đây là em tính được 2 trừ 4x gì. Nhưng mà chúng ta còn phải đi tính nguyên hàm của hàm này cơ. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta đi tính nguyên hàm và chúng ta tính nguyên hàm của thành phần này thôi. Chúng ta sẽ thu được như sau. Đây, ok, nguyên hàm của f' x gì e mũ 2x dx. Chúng ta thay vào nào? F' x chúng ta thay vào chính là bằng f(x) nhân e mũ 2x, ta thay vào là 2 trừ 4x dx. Và em tính nguyên hàm này ra. Nguyên hàm của 2 là 2x, đúng không? Nguyên hàm của trừ 4x thì là trừ 2x bình phương. Đừng quên cộng với hằng số c. Sau khi em tính được nguyên hàm này rồi, chúng ta sẽ đối chiếu với các đáp án. Đây là trừ 2x bình phương, nếu ta viết trước nhá, cộng 2x cộng c. Nào, trừ 2x bình phương cộng 2x cộng c chính là đáp án gì đây? Chính là đáp án A, đúng chưa? Chúng ta sẽ tìm được phương án chính xác ở đây là phương án A. Mọi người đã hiểu bài này chưa? Như vậy bài toán này có vẻ khá là lắt léo đây, đúng không? Nếu như bạn nào mà cứ nhăm nhăm sử dụng máy tính thì chắc là bài này khó có thể làm ra được. Nhưng với những cái tính chất đơn giản thôi, với những tư duy rất đơn giản là chúng ta có thể xử lý được bài toán này một cách triệt để. Được chưa em? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5. Biết tích phân từ pi trên 6 đến pi trên 2 của cốt mũ 3x cộng sin x chia sin x dx bằng a pi cộng b cộng c nhân log Lp của 2 với abc thuộc bài R. Tính tổng S bằng A cộng B cộng C. Phương án A, S bằng 1/3. Phương án B, S bằng 13/24. Phương án C, S bằng 23/24. Và phương án D, S bằng 1. Đây là một trong kiểu bài khá hay gặp trong tất cả những cái bài tập mà chúng ta làm việc với cái phần tích phân, đúng không? Đó là kiểu bài mà người ta bắt em xác định cái ABC trong kết quả. Và kiểu bài này thì người ta, mục đích của người ta là chống cái việc mà em sử dụng cái máy tính để em bấm máy tính bên này ta tìm được ngay kết quả, đúng chưa? Tức là chúng ta phải tính trực tiếp ra, chúng ta sẽ tìm được ABC, và chúng ta tính được ABC rồi chúng ta sẽ mới tính được cái tổng S, đúng chưa nhỉ? Ở đây thì thầy Minh cũng sẽ dạy chúng ta cái cách làm, đó là chúng ta sẽ phải tính cái tích phân bên này ra thôi, đúng không? Vậy thì bây giờ làm nào để tính tích phân này? Thế chúng ta sẽ phân tích một chút như sau. Để tính tích phân này chúng ta có cos 4x cộng sin x chia sin x. Thì kiểu này thì đây là tích phân hàm lượng rác, đúng không? Chúng ta sẽ làm động tác là chúng ta tách nó ra. Chúng ta tách nó ra và chúng ta sẽ biến đổi thôi, đúng không? Chúng ta sẽ có như sau. Lời giải, thế là chúng ta sẽ tách này. Từ pi trên 6 cho đến pi trên 2 của cos 4x cộng sin x chia sin x dx sẽ bằng, em tách ra này, cos 4x chia sin x cộng với sin x chia sin x là bằng 1 dx. Được chưa? Chúng ta tách như thế này. Sau khi chúng ta tách như thế này xong thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sử dụng tính chất đó là tích phân của một tổng thì bằng tổng của tích phân thôi. Ta sẽ tách ra, chúng ta thu được như sau. Là tích phân từ pi trên 6 cho đến pi trên 2 của cos mũ 3x thì chia sin x dx em cộng với từ pi trên 6 đến pi trên 2 của dx. Đúng không? Cái tích phân đằng sau này thì chắc chắn em tính được ngay này, đúng không? Còn cái tích phân đằng trước là cos mũ 3x chia sin x ta sẽ tính kiểu gì? Thế chúng ta sẽ phân tích một chút nhé. Chúng ta có là cos mũ 3x thì chúng ta hoàn toàn chúng ta tách được thành là cos bình phương x nhân cos x. Thì một cái cos x chúng ta sẽ đẩy vào cái d này thì nó trở thành d sin. Còn một cái cos bình ấy thì chúng ta sẽ biến đổi về sin bằng cách là cos bình thì bằng là 1 trừ sin gì? Sin bình. Như vậy với cái việc mà chúng ta tách cái cos mũ 3x gì thành cos bình phương x nhân cos x, nó sẽ giúp em chuyển đổi tích phân đầu tiên hoàn toàn trở về sin. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Bằng đẩy vào cái sin này, đẩy vào cái d này chúng ta sẽ có là d sin, đúng không? D sin thì đạo hàm của sin là bằng cos, nó có một cái cos, đúng không? 1 trừ sin bình là bằng cos bình rồi. Như vậy cos bình nhân với cos này đúng là cos mũ 3. Chuẩn rồi, đúng không? Đấy. Còn cái thành phần đằng sau này là từ pi trên 6 đến pi trên 2 thì để nguyên. Sau khi em biến đổi đến đây rồi chúng ta sẽ thấy rằng là đến đây thì tất cả cái biểu thức này đều được biến đổi về gì đây? Về sin x. Đúng không? Như vậy đến đây thì ta có thể xử lý bằng cách là một là các em có thể đặt sin x bằng t, ta đặt đần phụ ấy, đúng không? Nhớ đổi cận nếu em đặt. Còn không thì chúng ta có thể thay vào chúng ta tách ra và chúng ta tính trực tiếp. Ở đây thì chúng ta có thể tính trực tiếp bằng cách là chúng ta tách ra. Ví dụ đây ta tách giống như bên trên, đó là ta tách là 1 chia cho sin x trừ đi sin bình phương chia cho sin. Đúng chưa em? Đấy, như vậy chúng ta sẽ biến đổi như sau. Đây, thầy tách là 1 chia sin x trừ sin x. Tích phân từ 0 từ pi trên 6 cho đến pi trên 2 của chỗ này là d sin x cộng với từ pi trên 6 cho đến pi trên 2 của dx. Rồi, đến đây chúng ta sẽ tính được và chúng ta sẽ thu được như sau. Đó là log Lepre của sin x chia cho x, chúng ta nhớ là 1 trên sin x, d sin x thì nó sẽ trở thành là log Lepre của trị đối của sin x, đúng không? Trừ đi sin x, d sin x thì trở thành sin bình phương x chia 2. Em gạch dọc cận một chút nào là từ pi trên 6 cho đến pi trên 2, đúng không? Em cộng với này, tích phân từ pi trên 6 cho đến pi trên 2 của dx thì ta lấy cận trên trừ cận dưới thôi. Pi trên 2 trừ pi trên 6 nó sẽ là pi trên 3. Đúng chưa? Đấy, và đến đây chúng ta sẽ thay cận vào cho thầy nhá. Chúng ta đặt từ nháp này, chúng ta bỏ từ nháp, chúng ta thay cận ra cho thầy và chúng ta sẽ rút gọn, chúng ta thu được như sau. Sẽ là bằng 1/3 pi trừ đi 3/8 em cộng với log Lepre của 2. Được chưa? Rồi, chúng ta tính được kết quả này rồi. Sau khi em tính được kết quả này rồi, chúng ta sẽ đối chiếu với bên này, vế phải của cái đẳng thức mà đầu tiên người ta cho em ấy, đó là a pi cộng b cộng c log Lepre của 2. Chúng ta sẽ thu được như sau. A của mình đóng vai trò chính là bằng 1/3, b của mình đóng vai trò là trừ 3/8, nhớ có dấu trừ nhá, và c của mình đóng vai trò ở đây chính là số 1. Ok chưa? Như vậy em sẽ tìm được ABC như sau. Từ giả thiết ta sẽ suy ra là a bằng 1/3, b bằng trừ 3/8 và c của mình bằng 1. Sau khi chúng ta tìm được ABC rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ tính được cái tổng S thôi, đúng không? Ta sẽ thu được như sau. Từ đó S sẽ bằng A cộng B cộng C và ta thu được là bằng 23/24. Sau khi chúng ta tính được S sẽ bằng 23/24 xong, chúng ta sẽ suy ra ngay. Vậy phương án chính xác ở đây của chúng ta chính là phương án gì? C. Mọi người đã hiểu bài này chưa? Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng đây là một trong bài toán mà chúng ta bắt buộc phải tính tích phân ra thôi. Em tính ra, đúng không? Và chúng ta xác định được hệ số ABC và chúng ta sẽ thu được cái tổng S. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Câu số 6. Cho hình phẳng D được giới hạn bởi đường cong y bằng cm2 của x bình phương cộng 1, trục hoành và hai đường thẳng x bằng 0, x bằng 1. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích bằng bao nhiêu? Phần A là V bằng 2π/3. Phần B, V bằng 4π/3. Phần C, V bằng 2π. Và phương án D, V bằng π/3. Đây là một bài toán ứng dụng của tích phân. Đó là bài toán đi tính thể tích của một khối tròn xoay khi quay một cái hình phẳng quanh trục OX. Đúng không? Kiểu bài toán này thực ra là đây là một kiểu bài toán không khó. Quan trọng nhất bây giờ đó là phải nhớ được cái quy tắc tính được cái thể tích. Đúng không? Và chúng ta sẽ cùng nhau dở lại vở, chúng ta xem là thể tích của một cái khối tròn xoay khi chúng ta quay cái hình phẳng quanh trục OX sẽ được tính theo công thức nào. Đấy, chúng ta nhớ cho thầy cái công thức của chúng ta là nó có cái pi ấy, chúng ta có nhớ không? Đấy, bạn nào mà có quên nhá thì các bạn sẽ phải dở lại sách ra và chúng ta sẽ xem cho thầy cái công thức tính. Và đây nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần là áp dụng được quy tắc tính và chúng ta sẽ tính được cái tích phân đấy thôi. Được chưa? Chúng ta sẽ có như sau. Ta có V bằng pi nhân tích phân từ 0 đến 1 của f bình phương x dx. Nhớ cho thầy trong công thức này chúng ta có pi. Và nhớ nữa là chúng ta có f bình. F bình ở đây chính là cái y bình đấy, đúng không? Và chúng ta thấy là căn bậc 2 của cái x bình phương cộng 1 mà bình phương lên thì mất căn, tức là bằng x bình phương cộng 1 dx. Đến đây sau khi mà em tính được cái công thức này rồi thì cái việc tính còn lại thì vô cùng đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần bấm máy tính để chúng ta tính được cái tích phân này. Đúng không? Còn cái pi đằng trước thì ta nhân thêm thôi. Đấy, từ đó chúng ta sẽ thu được như sau. Ở đây thì thầy sẽ tính bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng nguyên hàm. X bình thì trở thành x mũ 3/3. 1 thì nguyên hàm là bằng x. Cận ở đây là từ 0 đến 1. Em thay số thôi, đúng không? Ta sẽ thu được là pi nhân với 1/3 cộng với 1. Chúng ta rút gọn đi. Chúng ta sẽ thu được là 4pi chia cho 3. Chúng ta thu được V bằng 4pi/3 rồi. Chúng ta sẽ đối chiếu với đáp án. Vậy thì chúng ta sẽ thu được đáp án chính xác ở đây là đáp án B. Chúng ta đã hiểu bài này chưa? Đúng không? Như vậy, đây là một bài tập rất đơn giản. Nó chỉ cần thầy chỉ cần cho chúng ta là ôn tập lại cái quy tắc mà chúng ta tính được cái thể tích khối tròn xoay khi quay xung quanh trục OX. Các em đang theo dõi chương trình Chinh Phục Kỳ Thi và phần tiếp theo mà chúng ta cùng nhau ôn luyện ngày hôm nay đó là cái phần bài toán liên quan đến số phức. Phần 2, số phức. Ở các bài toán liên quan đến số phức thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu tất cả các dạng bài toán trong những bài toán phổ biến nhất mà liên quan đến phần số phức. Và câu đầu tiên, câu số 7. Cho số phức z bằng 1-2y, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức v kép bằng yz trên mặt phẳng tọa độ? Phương án A, điểm n tọa độ là 21. Phần B, điểm q có tọa độ là 12. Phần C, điểm m có tọa độ là 1-2 và phần D, điểm p tọa độ là -2, 1. Đây là một trong bài toán rất là đơn giản, đúng không? Người ta muốn kiểm tra chúng ta xem là chúng ta có hiểu cái ý nghĩa học của số phức hay không. Chúng ta nhớ rằng là với mỗi một số phức thì luôn luôn cho ta tương với một gì? Một điểm. Và cái điểm này thì được thiết lập bằng cách là chúng ta sẽ tìm được phần thực và phần ảo của số phức. Được chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý cho thầy là chúng ta nên đọc kỹ đầu bài nhé. Bởi vì người ta cho chúng ta số phức z bằng 1-2y, nhưng người ta hỏi điểm biểu diễn của số phức v kép bằng yz. Đúng chưa? Như vậy ở đây thì nhiệm vụ của chúng ta là phải xem được là cái v kép nó sẽ biểu diễn ở dạng phần thực và phần ảo như thế nào. Bằng cách đó là chúng ta sẽ thay z bằng 1-2y xuống bên dưới, chúng ta sẽ tính được v kép. Đúng không? Sau khi em tính được v kép rồi, em sẽ xác định được phần thực và phần ảo của v kép và từ phần thực phần ảo chúng ta sẽ tìm được điểm, xem là điểm nào sẽ là điểm biểu diễn số phức v kép. Được chưa? Vậy phương pháp ở đây đó là chúng ta sẽ phải tính cho thầy được cái v kép và em chỉ cần thay vào thôi, chúng ta sẽ có như sau. Ta có v kép bằng y nhân z và chúng ta thay z bằng 1-2y. Chúng ta nhân ra, chúng ta thu được này. Y nhân 1 đó là y này. Đây là -2y bình, nhưng mà y bình thì bằng -1, chúng ta nhớ chưa? Như vậy kết quả bằng 2 cộng y. Sau khi chúng ta có số phức v kép bằng 2 cộng với y rồi thì chúng ta thấy v kép có phần thực là bằng 2 và phần ảo là bằng gì? 1. Như vậy cái điểm tương ứng ở đây sẽ có tọa độ là 21. Được chưa? Và từ đó thì chúng ta suy ra điểm biểu diễn của số phức này chính là cái điểm của tọa độ là 21 và đây chính là cái tọa độ điểm n mà ở trong phần A chúng ta có đấy, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ suy ra được ngay đáp án chính xác ở đây sẽ là đáp án A. Được chưa? Như vậy bài này là bài tập rất đơn giản để kiểm tra chúng ta xem là chúng ta có nhớ xem cái ý nghĩa học của số phức như thế nào không. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo nhé. Câu số 8. Phần thực của số phức z bằng 4-3y chia cho 1 cộng 3y cộng với 5-4y nhân với -5 y. Phần thực này là phần A -59/2, phần B -27/2, phần C 27/2 và phương án D 59/2. Đây cũng lại là một dạng bài toán mà cũng rất là đơn giản, đúng không? Người ta muốn kiểm tra chúng ta điều gì ở đây? người ta muốn kiểm tra chúng ta xem là cái phép toán, các phép toán, đây là phép toán chia hai số phức và đây là phép toán nhân hai số phức, được chưa? Tức là chúng ta sẽ phải làm động tác là chúng ta chia hai số phức, chúng ta nhân hai số phức để chúng ta tìm được cái dạng chuẩn của số phức z. Tức là chúng ta sẽ tìm được, từ đó chúng ta sẽ tìm được phần thực và chúng ta sẽ tìm được phần gì đây? Phần ảo. Vậy thì bài toán này thì rất là dễ rồi đúng không? Chúng ta sử dụng phép toán chia và phép toán nhân. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể làm điều này bằng cách là chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta có thể bấm máy tính đúng không? Chúng ta có thể sử dụng dùng máy tính, hỗ trợ máy tính là chúng ta sẽ tìm được ngay cái số phức z. Có z rồi từ đó chúng ta sẽ đi tìm được. Nhớ rằng ở đây người ta hỏi phần thực. Đúng chưa? Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có là z bằng 4 trừ 3y chia cho 1 cộng 3y. Chúng ta cộng với 5 trừ 4y nhân trừ 5 trừ y. Và chúng ta sẽ thực hiện phép toán thôi đúng không? Nếu bạn nào mà không có dùng máy tính thì các bạn mà muốn thực hiện phép toán bằng tay chẳng hạn thì các bạn sẽ nhớ rằng cho thầy là phép chia thì chúng ta sẽ đi nhân với liên hợp. Đúng không? Và đây là phép tích thôi, đúng, chúng ta nhân như bình thường. Và chúng ta lưu ý cho thầy là y ngắn bình phương là bằng trừ 1. Và chúng ta rút gọn đi, chúng ta thu được là trừ 59 phần 2 cộng với 27 phần 2 nhân y. Sau khi chúng ta viết được số phức z ở dạng chuẩn rồi thì chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được ngay phần gì đấy. Người ta đòi hỏi chúng ta ở đây là phần thực. Như vậy chúng ta sẽ ra phần thực chính là bằng trừ 59 phần 2 và phương án chính xác là chúng ta sẽ tìm ngay thôi. Đúng chưa? Như vậy từ đó phương án chính xác ở đây là phương án A. Chúng ta đã hiểu câu này chưa? Bây giờ chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhé. Ở câu số 9, tìm số phức z thỏa mãn y nhân với z ngang trừ 2 cộng 3y bằng 1 cộng 2y. Và phương án A là z bằng 4 cộng 4y, phần B z bằng 4 trừ 4y, phần C z bằng trừ 4 cộng 4y và phần D z bằng trừ 4 trừ 4y. Một bài toán này cũng là bài toán đi kiểm tra kỹ năng tính toán của chúng ta, đúng không? Và có rất nhiều cách để có thể thực hiện bài toán này nhanh. Và cách 1 đó là cái cách mà chúng ta có thể làm gì nhỉ? Ở đây hoàn toàn chúng ta có thể làm đó là chúng ta thay vào và chúng ta sử dụng máy tính chúng ta kiểm tra. Đúng không? Chúng ta thay các đáp án vào ấy. Đấy là cách đầu tiên chúng ta có thể làm được. Khi em thay vào thì em lưu ý rằng là tất cả các đáp án của mình ở đây người ta cho em đó là Z. Nhưng trong cái đẳng thức mà người ta cho chúng ta đó là Z gì? Z ngang. Vậy em nhớ nhé. Từ Z chúng ta suy ra Z ngang. Số phức liên hợp ấy, chúng ta suy như thế nào chúng ta phải ghi nhớ. Chúng ta thay vào rồi sau đó chúng ta dùng máy tính chúng ta kiểm tra. Đấy cũng là một cách. Được chưa? Còn cách số 2 của ta sẽ là gì nhỉ? Cách số 2 để xử lý bài toán này chúng ta có thể làm động tác đơn giản đó là chúng ta rút Z ngang ra. Chúng ta rút Z ngang ra đúng không? Chúng ta giải giống như một phương trình bậc nhất đấy. Em rút Z ngang ra bằng cách là gì nhỉ? Bằng cách là ở chỗ này chúng ta có Y nhân Z ngang trừ đi 2 trừ cộng 3Y đúng không? Chúng ta có thể làm động tác là em chia hai vế cho Y đi. Đúng không? Sau đó chúng ta chuyển trừ 2 cộng 3Y sang vế bên kia. Và chúng ta sẽ tính được cái Z ngang. Đúng không? Tóm lại là chúng ta sẽ đi tính được Z ngang. Và sau khi em tính xong Z ngang thì chúng ta sẽ ngay lập tức tìm được số phức Z. Đúng không? Từ Z ngang thì em cũng chỉ cần liên hợp nữa thôi là chúng ta sẽ sinh ra được số phức gì? Z. Được chưa nhỉ? Từ những phân tích đó thì thầy Minh sẽ trình bày một cách nhé. Và ở đây chúng ta sẽ tập trung vào cách số 2. Chúng ta sẽ có như sau. Ta có z ngang trừ 2 cộng 3y bằng 1 cộng 2y chia cho y. Đúng không? Tức là thầy đã làm động tác là chia hai vế cho gì nhỉ? Cho y. Sau khi em chia hai vế cho y rồi, chúng ta sẽ làm động tác là chúng ta rút cho thầy z ngang ra bằng cách là em chuyển nhé. Em chuyển trừ 2 cộng 3y em chuyển sang vế tay phải. Đúng không? Em chuyển ra và chúng ta sẽ tìm được ngay z ngang thôi. Chúng ta sẽ có như sau. Từ đó z ngang sẽ là bằng 1 cộng với 2y chia cho y cộng với 2 trừ 3y. Và chúng ta sử dụng máy tính hoặc chúng ta nhân chia, chúng ta cộng lại với nhau. Chúng ta sẽ thu được như sau, đó là trừ 4 trừ 4y. Lưu ý cho thầy đây là z ngang bằng trừ 4 trừ 4y. Muốn tìm được z chúng ta sẽ làm tác là liên hợp tiếp. Như vậy liên hợp của z ngang sẽ là z đúng không? Vậy thì z của chúng ta sẽ là bằng 4 cộng với 4y. Đúng chưa? Và từ đó chúng ta suy ra này là z thì bằng 4 cộng 4y. Và em tìm được z rồi. Vậy thì phương án chính xác của chúng mình đây sẽ là phương án gì nhỉ? Phương án A đúng không? Như vậy phương án chính xác ở đây là A. Chúng ta đã hiểu bài này chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang ví dụ tiếp theo. Câu số 10. Cho số phức z bằng a cộng bi với ab là số thực. Thỏa mãn z nhân với 2y trừ 3 trừ đi 8y nhân z ngang bằng trừ 16 trừ 15y. Yêu cầu tính S thì bằng A cộng 3B. Phần A là S bằng 5, phần B S bằng 3, phần C S bằng 4 và phần D S bằng 6. Chúng ta thấy rằng đây là một bài toán khá phổ biến. Đúng không? Nếu như chúng ta xét về mặt hình thức, chúng ta sẽ nhìn vào cái phương trình mà người ta cho ta. Phương trình này là phương trình mà nếu như bạn nào mà mong muốn mà rút được hẳn Z ra hoặc rút được hẳn Z ngang ra giống như bài trước thì hơi khó. Đúng chưa? đấy, nó không phải dạng phương trình bậc nhất ẩn Z, cũng không phải là phương trình bậc nhất ẩn là Z ngang. Ở đây có chứa cả Z và Z ngang. Với các bài toán mà chứa cả Z và Z ngang thì chắc chắn là các thầy cô đã dạy chúng ta rồi. Chúng ta có thể làm động tác đó là em sẽ đặt Z và chúng ta sẽ có Z ngang, đúng không? Sau khi chúng ta đặt Z là, ví dụ ở đây bài này thì người ta đặt luôn cho mình rồi này em này, là Z bằng A cộng BI rồi. Thì trong trường hợp này chúng ta lưu ý là muốn tìm Z chúng ta chỉ cần tìm A và tìm B. Mà muốn tìm A và tìm B chúng ta thấy phương pháp chung đó là gì nhỉ? Là em đi tìm hai ẩn. Hai ẩn thì em phải có một hệ hai phương trình, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ muốn có hệ hai phương trình thì chúng ta sẽ nhớ cho thầy là đây thực ra bản chất là hai số phức bằng nhau. Mà hai số phức bằng nhau thì chúng ta ghi nhớ đó là phần thực sẽ bằng phần thực, đồng thời là phần ảo bằng phần ảo. Đấy chính là hệ hai ẩn AB và sẽ giúp em tìm được A và B. Sau khi chúng ta tìm được AB thì chúng ta sẽ thay vào đây, chúng ta sẽ thay vào biểu thức S thì bằng 2 cộng 3B rồi. Tìm được AB rồi đúng không? Chắc chắn em sẽ tìm được gì đây? S. Và sau khi em tìm được S xong thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn được phương án chính xác. Chúng ta đã hiểu cái phân tích này chưa nhỉ? Đấy, như vậy việc làm ở đây sẽ là gì? Thay Z vào và khi đó chúng ta sẽ sử dụng hai số phức bằng nhau, ta sẽ tìm được A và B thôi. Đúng chưa em? Thế nhá. Ta có từ đẳng thức này chúng ta sẽ thay Z bằng A cộng B y vào. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ nhân ra đúng không? Chúng ta sẽ nhân hết ra mà chúng ta sẽ lưu ý cho thầy là y ngắn bình phương thì bằng bao nhiêu? Bằng trừ 1 em thay vào và chúng ta sẽ viết ở dạng chuẩn bên này nhé. Chúng ta có phần thực này cộng với phần ảo nhân với y ngắn, đúng không? Và chúng ta sẽ có như sau. Đây. Rút gọn đi chúng ta sẽ thu được là trừ 3 trừ 10B trừ đi 6A cộng với 3B nhân y ngắn bằng trừ 16 trừ 15y. Được chưa? Và đến đây thì chúng ta thấy rằng về bên tay trái của chúng ta này, bên tay trái của chúng ta đó là gì nhỉ? Là phần thực sẽ là trừ 3A trừ 10B, còn phần ảo sẽ là trừ của 6A cộng 3B. Còn bên phải này thì chúng ta thấy là phần thực là trừ 16 và phần ảo là trừ 10 gì? 15. Như vậy đây là hai số phức bằng nhau thôi em. Chúng ta sẽ có một cái hệ đó là thực bằng thực và ảo bằng ảo, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có như sau là trừ 3 trừ 10B bằng trừ 16 và chúng ta có trừ 6A trừ 3B sẽ bằng trừ 15. Vậy thì bây giờ muốn tìm được A và B thì chúng ta sẽ phải giải hệ này thôi đúng không? Chúng ta giải hệ này ra, đây là hệ hai phương trình hai ẩn. Giải ra dễ dàng chúng ta tìm được như sau. Đó là A bằng 2 và B bằng 1. Sau khi chúng ta tìm được AB rồi thì chúng ta sẽ đi tìm được số phức gì đấy? Chúng ta không tìm Z nhé, mà chúng ta ở đây có AB rồi. Chúng ta sẽ thay vào chúng ta đi tìm S. Đúng không? Em thay A thay B vào. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được là S thì sẽ bằng A cộng 3B thay A bằng 2 và B bằng 1 vào đây. Kết quả ta thu được S thì bằng 5. Đúng chưa? Sau khi em thu được S thì bằng 5 rồi thì chúng ta sẽ đối chiếu với 4 phương án mà người ta cho chúng ta và chúng ta suy ra phương án chính xác ở đây sẽ là phương án A. Chúng ta đã hiểu bài này chưa? Đấy, như vậy cũng là một bài tập khá đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu tiếp theo, câu số 11. Cho các số phức Z, W thỏa mãn W bằng YZ cộng 1 và modulus của Z cộng 2 trừ 2Y bằng modulus của Z trừ 4Y. Yêu cầu là tính giá trị nhỏ nhất của modulus của W. Phần A, giá trị nhỏ nhất này sẽ là căn 2 chia 2. Phần B sẽ là 3 căn 2 chia 2. Phần C 2 căn 2 và phần D 2. Bài tập này bắt đầu khó lên. Đúng chưa? Đấy, đây là bài tập bắt đầu khó lên và chúng ta thấy rằng là người ta cho chúng ta hai số phức, cho em Z cho em W. Hai số phức này liên quan với nhau, đó là W thì bằng YZ cộng 1. Và có một cái đẳng thức chỉ có liên quan đến Z, đó là modulus của Z cộng 2 trừ 2Y thì bằng là Z trừ 4Y. Nhưng người ta hỏi là hỏi giá trị nhỏ nhất của modulus W. Đấy, như vậy bài này nó có sự lồng nhau giữa hai cái số phức Z và W. Được chưa? Vậy thì để xử lý bài này chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta thấy rằng là nhớ cho thầy là người ta hỏi là giá trị nhỏ nhất của W. Vậy thì mục tiêu cuối cùng của em là phải xem cái W này đúng không? W này nhưng người ta lại làm động tác đó là cho W và Z và cho những cái đẳng thức kết nối này. Vậy thì cách người ta làm, cách 1 chúng ta có thể làm thế này. Chúng ta thấy rằng là cái đẳng thức này chúng ta hoàn toàn có thể rút ra được cái Z. Đúng không? Từ đẳng thức mà W bằng YZ cộng 1 chúng ta sẽ rút cho thầy ra là Z bằng. Sau khi em rút Z xong em thay vào đẳng thức bên này. Được chưa? Em thay vào đẳng thức bên này. Em thay vào đẳng thức bên này và chúng ta sẽ xử lý nó dựa trên cái module. Đúng không? Từ cái module đó thì chúng ta cũng suy ra được đánh giá. Sau khi mà chúng ta suy ra được đánh giá rồi thì chúng ta cũng suy ra được cái đánh giá giá trị nhỏ nhất của W. Chúng ta có thể làm như thế. Đấy là cái hướng đầu tiên có thể làm. Cái hướng thứ hai chúng ta có thể làm ở đây đó là gì? Đó là chúng ta có thể làm động tác là chúng ta có thể đặt Z. Z bằng X cộng Y hoặc A cộng B gì đó. Chúng ta sẽ thay vào chúng ta tìm W. Chúng ta có thay vào chúng ta tìm W rồi thì việc đặt Z này nó sẽ suy ra được. Cái đẳng thức này ta sẽ xử lý được. Và từ đó chúng ta cũng tính được cái đẳng thức cái W này. Được chưa? Đấy, như vậy từ những phân tích này thì thầy Minh sẽ đưa ra lời giải chi tiết như sau. Chúng ta có trước hết là thầy đặt Z bằng A cộng BI. Và tất nhiên là AB là cái số thực rồi. Đúng không? Chúng ta đặt Z bằng A cộng BI và chúng ta sẽ suy ra được ngay. Nào, chúng ta thay vào chúng ta đó, chúng ta có như sau này. Trước hết là thầy sẽ xử lý trước cái giả thiết về mô đun nhé. Thì thầy sẽ thay vào này. Là thầy thay vào Z cộng 2 trừ 2i. Đây, thầy thay vào cái biểu thức bên trong này này. Thầy thay vào thì thầy thu được là Z thì ta thay bằng A cộng BI thôi. Em thay vào và em rút gọn đi. Thì nó sẽ ra được cái phần thực đó là A cộng 2 cộng với B trừ 2 nhân với i. Đúng không? Em chỉ thay Z bằng xuống bên dưới thôi. Chúng ta tiếp tục thay Z bằng A cộng BI vào Z trừ 4i. Đây chính là biểu thức này. Em thay vào Z trừ 4i thôi đúng không? Và em rút gọn đi ta sẽ thu được đó là A cộng với B trừ 4 nhân với i. Được chưa? Sau khi chúng ta rút gọn như thế này rồi thì chúng ta đã tìm được phần thực và phần ảo. Và từ đó cái giả thiết mô đun này chúng ta sẽ làm động tác rất đơn giản. Ví dụ như cái này này. Cái thành phần đầu tiên đó là Z cộng 12 trừ đi 2i này, chúng ta tính mô đun đi. Thì phần thực của nó sẽ là bằng A cộng 2, như vậy mô đun của nó sẽ là A cộng 2 tất cả bình phương đúng không? Căn bằng 2 của A cộng 2 tất cả bình phương cộng với căn bằng 2 của B trừ 2 tất cả gì? Bình phương. Tương tự cái mô đun bên này sẽ là căn bằng 2 của A bình cộng với căn bằng 2 của B trừ 4 tất cả bình phương. Và em có hai cái căn rồi, chúng ta bình phương hai vế lên, chúng ta rút gọn đi là chúng ta xử lý được rồi. Đúng chưa? Từ đó ta có như sau. Theo giả thiết ta có. Rồi ok, mô đun của vế bên này đó là A cộng 2 bình phương cộng với B trừ 2 bình phương. Lẽ ra còn có cái căn nữa như thế đã bình phương hai vế rồi. Có hiểu phần này không nhỉ? Đấy. Tiếp theo chúng ta có chỗ này đó là mô đun của vế bên tay phải của mình đó là Z trừ 4i đúng không? Thì mô đun sẽ là bằng A bình phương là thực, B bình phương, B trừ 4 tất cả bình phương. Đúng chưa? Sau khi chúng ta có đẳng thức này rồi chúng ta sẽ rút gọn cho thầy nhá. Đấy, chúng ta rút gọn chúng ta sẽ thu được như sau. Đó là A cộng B bằng 2. Được chưa? Em khai triển hàng đẳng thức đi và chúng ta sẽ triệt tiêu được cái A bình và B bình và chúng ta rút gọn. Chúng ta sẽ thu được là A cộng B bằng 2. Rồi, sau khi em thu được A cộng B bằng 2 rồi, chúng ta sẽ lưu ý cho thầy là bây giờ chúng ta sẽ động đến cái anh W. Đúng không? Chúng ta có Z rồi. Chúng ta xử lý cái giả thiết mà chỉ có Z rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái giả thiết liên quan đến W và chúng ta có như sau. Ở đây chúng ta sẽ rút ra đó là B sẽ bằng là 2 trừ A. Em rút ra B bằng 2 trừ A rồi và chúng ta sẽ làm như sau. Đây, chúng ta có nhé. W, bây giờ chúng ta thay Z bằng A cộng BI vào. Em thay vào cái W ấy. Đúng không? Thì chúng ta có như sau. W sẽ bằng IZ cộng 1. Và chúng ta thay vào nào? Z ta thay là bằng A cộng BI. Em nhân Y cộng 1. Chúng ta rút gọn nhé. Chúng ta thu được đó là 1 trừ đi B cộng với AI. Nào, chúng ta hiểu về này chưa? Như vậy, chúng ta đặt Z theo A cộng BI. Và sau đó bây giờ chúng ta thay và chúng ta tính được cái W. Đúng không? W được biểu diễn đó là A 1 trừ đi B cộng với AI. Sau khi em có W rồi, bây giờ người ta hỏi chúng ta đó là gì nhỉ? Là giá trị nhỏ nhất của mô đun. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ đi tính cho thầy cái mô đun thôi. Và chúng ta có như sau. Cái mô đun của W sẽ bằng căn bằng 2 của phần thực bình phương và cộng phần ảo bình phương đúng không? Nó sẽ là A bình này cộng với 1 trừ B hoặc là B trừ 1 tất cả bình này. Đúng không? Ở đây lưu ý rằng là cái 1 trừ B hay là B trừ 1 nó là như nhau thôi, bởi vì nó nằm trong cái bình phương. Đúng không? Và chúng ta rút gọn cho thầy nhé. Chúng ta sẽ rút gọn vào. Hoặc là chúng ta nhớ cho thầy là lúc trước ấy, là chúng ta đã có cái gì nhỉ? Đây, chúng ta sẽ lưu ý A, B liên quan với nhau. Đó là B thì bằng là 2 trừ A đúng không? Chúng ta có B bằng 2 trừ A rồi thì chúng ta thay vào đây. Rồi, chúng ta thay B bằng 2 trừ A vào đây. 2 trừ A và bên này chúng ta sẽ rút gọn đi được sẽ là căn bằng 2 của A bình cộng với A trừ 1 tất cả bình phương. Được chưa? Như vậy chúng ta rút và chúng ta thay vào thôi. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn thành phần này. Chúng ta sẽ thu được như sau. Là căn bằng 2 của 2A bình phương trừ 2A cộng 1. Chúng ta đã hiểu về này chưa? Đấy, chúng ta nếu như bạn nào mà tính toán vẫn chưa được tốt ấy, thì các bạn hãy đặt bút xuống. Chúng ta đặt bút xuống và chúng ta sẽ rút gọn ra, chắc chắn kết quả nó sẽ ra là như thế này. Đúng không? Sau khi em tìm được cái W rồi đúng không? W có mô đun là căn bằng 2 của 2A bình trừ 2A cộng 1. Và người ta hỏi mình là gì? Giá trị nhỏ nhất của thành phần này là gì? Vậy thì em thấy là muốn tìm giá trị nhỏ nhất của W thì chúng ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất của 2A bình trừ 2A cộng 1. Đúng không? Đó, chúng ta sẽ tìm giá trị nhỏ nhất của 2A bình trừ 2A cộng 1. Mà giá trị nhỏ nhất của 2A bình trừ 2A cộng 1 thì chúng ta thấy là đây là một tam thức bậc 2. Và chúng ta muốn tìm giá trị nhỏ nhất của một cái tam thức bậc 2 kiểu như thế này thì chúng ta đã có cái cách làm mà chúng ta vẫn học từ lớp 9 ấy, là chúng ta sẽ phân tích ở dạng một cái bình gì? Bình phương. đúng không? Chúng ta sẽ phân tích ở dạng một cái bình phương, hoặc là chúng ta có thể lập bảng biến thiên ra, tùy chúng ta làm nào chúng ta làm. Nhưng với bậc 2 này thì có thể là một là em lập bảng bình thiên, hai là có thể phân tích ở dạng một cái bình phương để chúng ta đánh giá được, đúng không? Ở đây thì thầy sẽ phân tích ở dạng một cái bình phương nhé. Chúng ta có như sau là 2a bình phương trừ 2a cộng 1 sẽ được phân tích bằng 2 nhân a trừ 1/2 tất cả bình phương cộng với 1/2. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái biểu thức a trừ đi 1/2 tất cả bình phương này thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Nó lớn bằng 0 rồi thì nhân thêm 2 này cũng sẽ lớn bằng 0, đúng không? Bản thân một cái bình phương lớn bằng 0, em nhân thêm 2 thì biểu thức này là lớn bằng 0 rồi. Biểu thức này là lớn bằng 0 rồi, chúng ta cộng thêm với 1/2, tức là chúng ta sẽ có là lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu? 1/2. Như vậy thành phần trong căn này thì lớn bằng 1/2, đúng không? Chứng tỏ rằng là gì nhỉ? Giá trị nhỏ nhất, điều này xảy ra đúng với mọi a đấy, đúng không? Vậy thì giá trị nhỏ nhất của cái thành phần trong căn này sẽ là 1/2. Giá trị nhỏ nhất của thành phần trong căn này là 1/2 rồi, thì giá trị nhỏ nhất của cái v kép này sẽ là căn của 1/2. Được chưa? Và từ đó chúng ta sẽ có như sau. Và phương án chính xác ở đây là căn 1/2 thì chúng ta lưu ý nhé. Căn 1/2 ở đây thực ra cũng chính là căn 2 chia 2 thôi. Có phải căn 1/2 chính là căn 2 chia 2 không? Đấy, căn 1/2 chính là căn 2 chia 2. Vậy phương án chính xác ở đây sẽ là phương án gì đấy? Phương án A. Chúng ta đã hiểu bài này chưa? Đấy, như vậy bài này thì bắt đầu hóc búa hơn một chút rồi, đúng không? Chúng ta thấy là có cái sự kết nối, cái kiểu bài toán và sự kết nối giữa Z và V kép này. Đây là một cái kiểu bài toán mà rất phổ biến trong những đề thi những năm gần đây. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu tiếp theo nhé. Câu 12. Ký hiệu Z1, Z2 là hai nghiệm phức của phương trình Z bình phương cộng 4 bằng 0. Gọi M và N lần lượt là các điểm biểu diễn của Z1 và Z2 trên mặt phẳng tọa độ. Tính T bằng OM cộng ON. Ở đây O là gốc tọa độ. Và phương án A T bằng 4, phương án B T bằng 2, phương án C T bằng 8 và phương án D T bằng 2 căn 2. Đây là bài tập liên quan đến việc kết nối giữa hai cái vấn đề mà chúng ta vẫn làm, đó là vấn đề giải một phương trình. Và vấn đề thứ hai đó là biểu diễn hình học của một số phức, đúng không? Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ nhớ cho thầy các công thức tính độ dài. Công thức tính độ dài của một đoạn thẳng khi chúng ta viết hai điểm. Đây là ba cái vấn đề mà người ta muốn kiểm tra chúng ta trong cái câu hỏi số 12. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết lần lượt thôi. Ở đây chúng ta có Z1, Z2 là hai nghiệm phức của phương trình Z bình cộng 4 bằng 0. Vậy thì muốn tìm Z1, Z2, các em hãy giải phương trình này ra. Được chưa? Chúng ta giải phương trình này ra và chúng ta sẽ tìm được Z1, Z2. Có Z1, Z2 rồi thì chúng ta sẽ đi tìm được điểm M và điểm N. Bởi vì chúng ta biết là có số phức rồi, chúng ta sẽ luôn luôn tìm được cái điểm đó mà. Đúng chưa em? Đấy, chúng ta tìm được cái điểm M và điểm N. Em có được điểm M, điểm N rồi, em sử dụng cái công thức độ dài đoạn thẳng. Chúng ta nhớ rằng là góc tọa độ O, góc tọa độ là 0,0, là chắc chắn chúng ta tính được OM, chúng ta tính được ON và từ đó chúng ta sẽ tìm được phương án chính xác. Các em đã hiểu phân tích của bài này chưa? Đấy, như vậy chúng ta sẽ xem lời giải chi tiết nhé. Chúng ta có như sau. Phương trình Z bình phương cộng 4 bằng 0 chúng ta giải ra rất đơn giản, đó là Z bằng 2y và Z bằng là trừ 2y. Tại sao lại giải được như thế này chúng ta có biết không? Chúng ta chỉ cần chuyển 4 sang bên đây đúng không? Thì nó sẽ bằng là trừ 4. Đúng không? Z bình phương bằng trừ 4, mà trừ 4 thì viết là dạng là 2y tất cả bình phương. Hai cái bình phương bằng nhau thì có hai trường hợp. Tức là em sẽ giải ra sẽ là Z1 bằng 2y và Z2 bằng trừ 2y. Sau khi em có Z1 và Z2 rồi thì chúng ta sẽ thấy là Z1 thì phần thực là gì nhỉ? Z1 bằng 2y thì phần thực sẽ bằng 0 và phần ảo sẽ bằng gì? 2. Như vậy điểm biểu diễn của nó sẽ là 0,2. Với số phức Z2, Z2 là trừ 2y thì phần thực của nó sẽ là 0 và phần ảo sẽ là trừ 2. Tức là chúng ta sẽ tìm được biểu diễn đó, điểm biểu diễn sẽ là 0 trừ 2. Đúng không? Như vậy sau khi có Z1, Z2 chúng ta sẽ đi tìm điểm M và điểm N như sau. Điểm M của chúng ta có tọa độ là M biểu diễn Z1 thôi đúng không? M là 0,2 và điểm N sẽ là 0 trừ 2. Sau khi em có M, có N rồi thì chúng ta sẽ nhớ là gốc tọa độ O, tọa độ là 0,0 và chúng ta dùng công thức độ dài đoạn thẳng thôi. Chúng ta sẽ tính được như sau. Là chúng ta suy ra tính được ngay là OM và ON bằng nhau em ạ. Và nó bằng 2. Sau khi em tính được OM, em tính được ON bằng 2 rồi, chúng ta sẽ thay vào chúng ta sẽ tính được biểu thức T thôi đúng không? Từ đó chúng ta sẽ suy ra được T sẽ bằng OM cộng ON và kết quả là bằng 2 cộng 2 và kết quả bằng gì đấy? 4. Vậy thì phương án chính xác của chúng ta sẽ là phương án gì em ơi? Phương án chính xác ở đây sẽ là phương án gì? À, chúng ta đã hiểu bài này chưa? Đấy, như vậy cũng khá là dễ thôi đúng không? Bởi vì phương trình đơn giản này, cái điểm cũng đơn giản này và tọa độ thì cũng khá là đơn giản. Đấy, thế là chúng ta tìm ngay đáp án. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 13. 13. Câu 13 cho 3 số phức trừ y, trừ 2 cộng 3y, 3 trừ 4y. Có điểm biểu diễn trong mặt phẳng lần lượt là điểm A, điểm B và điểm C. Yêu cầu tìm số phức có điểm biểu diễn là trọng tâm của tam giác ABC. Số phức này đó là A nhỏ. Phương án A đó là 1/3 trừ 2/3i. Phương án B 1/3 cộng 2/3i. Phương án C trừ 1/3 trừ 2/3i. Phương án D trừ 1/3 cộng 2/3i. Bài này thì hơi ngược một chút. Bình thường là người ta sẽ yêu cầu em tất cả bài vừa rồi, các bài mà chúng ta vừa làm ở bên trên ấy, người ta sẽ cho em số phức và người ta sẽ bắt em tìm điểm, đúng không? Bây giờ thì có điểm sẽ phải suy ra được số phức. Nó vẫn như thế thôi, đúng không? Em nhớ rằng đây là một quan hệ 1-1. Đấy, có số phức thì suy ra điểm, mà có điểm cũng sẽ suy ra số phức. Và đây thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải đi tìm điểm 3 điểm ABC. Và chúng ta nhớ ở đây có giả thiết đó là trọng tâm của tam giác. Thế thì chúng ta sẽ phải ghi nhớ lại là công thức trọng tâm, đúng không? Công thức trọng tâm chúng ta nhớ đó là cộng lại tọa độ 3 điểm và chia cho 3. Thế thì dùng công thức trọng tâm thì chắc chắn sẽ tìm được cái điểm trọng tâm thôi. Em tìm được điểm trọng tâm rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được số phức tương ứng với cái điểm đó, đúng chưa? Như vậy từ đó chúng ta sẽ có như sau. Trước hết chúng ta tìm tọa độ 3 điểm A, B và C. Chúng ta có điểm A tọa độ là 0-1. Nhớ cho thầy nhá, điểm A này, phần thực là bằng 0, phần ảo bằng -1. Tương tự, điểm B có tọa độ là -2, 3. Đây rồi. Và điểm C tọa độ là 3-4. Đây. Như vậy em tìm được 3 điểm ABC. Chúng ta tìm được 3 điểm ABC rồi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được trọng tâm G. Công thức trọng tâm cộng lại chia 3. Cả hoành độ và tung độ chúng ta có như sau. G là trọng tâm của tam giác ABC, chúng ta cộng lại này, 0 cộng -2 em cộng với 3. Đúng không? Sau đó em chia cho 3, đúng không? Như vậy kết quả nó sẽ là 1/3. Chúng ta lấy -1 cộng 3 cộng -4, sau đó em chia cho 3. Đúng chưa? Như vậy kết quả là -2/3. Sau khi em có điểm G là 1/3 trừ 2/3 rồi thì chắc chắn em tìm được số phức tương ứng, đó là 1/3 trừ đi 2/3i. Đúng chưa? Vậy thì số phức ở đây tương ứng với điểm G, và thầy viết là ZG đi, là 1/3 trừ 2/3 nhân i. Em có số phức này rồi, chúng ta sẽ đối chiếu với các phương án A, B, C, D và chúng ta tìm được phương án chính xác ở đây, đó là phương án A. Chúng ta đã hiểu bài này chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo, câu số 14. Câu 14. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn modulus của Z cộng với 1 cộng với Y bằng modulus của Z cộng 2 là đường thẳng có phương trình nào? Phương án A là đường thẳng có phương trình x cộng y trừ 1 bằng 0. Phương án B, đường thẳng có phương trình trừ x trừ y trừ 1 bằng 0. Phương án C, đường thẳng có phương trình x trừ y cộng 1 bằng 0. Và phương án D, đường thẳng có phương trình x trừ y trừ 1 bằng 0. Một dạng bài toán cũng rất cơ bản và rất quen thuộc, đúng không? Với kiểu bài toán này thì chúng ta chắc chắn phải đạt rồi. Đặt Z bằng x cộng y và chúng ta thay vào, nó tính modulus hai bên thôi. Chúng ta phải nhớ công thức tính modulus, đúng không? Sau đó ta bình phương lên, ta rút gọn hết cái thành phần bình phương đi thì chúng ta sẽ còn thành phần bậc nhất. Mà còn thành phần bậc nhất thì phương trình của nó sẽ là một đường gì? Đường thẳng. Đại ý sẽ là như thế, đúng chưa? Bây giờ thì cách làm thì chắc chắn là chúng ta đều biết rồi. Ta đặt Z bằng x cộng y và chúng ta thay vào, chúng ta tính modulus nhé. Chúng ta có như sau. Lời giải chúng ta sẽ đặt, đúng không? Chúng ta đặt Z bằng x cộng y này với xy là các số thực. Và sau đó chúng ta thay vào thôi. Chúng ta thay vào đây, chúng ta tính thành cái modulus, đúng không? Em thay vào nhé, mà chúng ta rút gọn, ta thu được như sau. Là x cộng 1 cộng với y cộng 1 nhân y ngắn modulus bằng modulus của x cộng với 2 cộng với y ngắn. Chúng ta thay vào và chúng ta viết ở dạng chuẩn đấy. Em viết ở dạng chuẩn ở đây là x phần 1 là phần thực và y cộng 1 là phần gì? Phần ảo. Bên này là x là phần thực và x cộng 2 là phần thực và y là phần ảo. Sau khi em có cái modulus rồi, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng công thức tính modulus thôi. Công thức tính modulus chúng ta sẽ có căn bằng 2, đúng không? Bên này cũng có căn bằng 2 và thầy bình phương lên luôn nhé. Thầy sẽ thu được như sau. Đó là x cộng 1 tất cả bình cộng với y cộng 1 tất cả bình bằng x cộng 2 tất cả bình cộng y bình. Đến đây rồi thì rất đơn giản, các em sẽ khai triển hàng thức ở hai bên mà chúng ta rút gọn cho thầy thành phần x bình cộng y bình đi. Và chúng ta sẽ thu được như sau. Đó là x trừ y cộng 1 bằng 0, đúng không? Đây, chúng ta có nhé. Tập hợp điểm biểu diễn số phức Z sẽ là đường thẳng có phương trình đó là x trừ y cộng 1 bằng 0. Sau khi chúng ta có x trừ y cộng 1 bằng 0 rồi, chúng ta sẽ đối chiếu với 4 phương án mà người ta cho chúng ta ở đây. Và chúng ta sẽ suy ra ngay phương án chính xác ở đây sẽ là phương án gì? C. Như vậy đây là một dạng bài toán rất quen thuộc và cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu tiếp theo, câu số 15. Phương trình Z mũ 3 cộng Z bình cộng 3Z cộng 3 bằng 0 có 3 nghiệm phức là Z1, Z2, Z3. Khi đó giá trị của biểu thức P là P bằng modulus của Z1 bình cộng modulus của Z2 bình cộng modulus của Z3 bình. Phương án A là P bằng 7, phương án B P bằng 6, phương án C P bằng 5 và phương án D P bằng 1. Với bài toán này thì chúng ta sẽ có những lưu ý như sau. Cái phương trình đầu tiên mà chúng ta đang xét nó là một phương trình bậc 3. Được chưa? Nghe nói phương trình bậc 3 là mọi người rất là sợ ở đây, đúng không? Vậy thì xử lý phương trình bậc 3 kiểu gì? Đấy là một câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đặt ra khi mà chúng ta nhìn đến cái bài toán này. Cái câu hỏi thứ hai mà chúng ta phải đặt ra ở đây đó là sau khi chúng ta tìm được Z1, Z2, Z3 thì chúng ta sẽ có là mô đun của Z1 bình, Z2 bình, mô đun của Z3 bình. Thì chúng ta sẽ lưu ý cho thầy này. Đây là công thức tính mô đun. Z1, Z2, Z3 là mô đun. Thế nên là những bạn nào mà viết theo kiểu là ví dụ ở đây thầy có là Z3 mô đun bình phương mà em bỏ cái mô đun đi là chúng ta bị sai. Đây không phải dấu trị tuyệt đối nhé. Ra phải phân biệt cho thầy cái điều này. Đó là cái mô đun của Z3 bình phương này nó khác với cái Z3 bình phương. Thế nên em đừng bỏ cái mô đun này đi. Mà chúng ta sẽ phải tính chi tiết, đó là chúng ta sẽ tính cái mô đun đi, sau đó chúng ta bình phương lên. Đúng không? Nhớ là mô đun nó có cái căn đấy mà chúng ta bình phương lên. Vậy thì với cái bài này thì thầy cũng chỉ lưu ý cho em hai phần. Phần 1 đó là về phần mô đun mà thầy muốn nói, và thứ hai là một phương trình bậc 3. Chúng ta nghe nói đến phương trình bậc 3 thì chúng ta thấy có vẻ hơi ghê, nhưng mà phương trình bậc 3 trong trường hợp này thì xử lý rất đơn giản. Chúng ta xử lý kiểu gì nhỉ? Chúng ta nhìn phương trình bậc 3 này có sự tương ứng về hệ số. Chúng ta nhìn thấy rằng là đây có số 3 này, hai số 3 giống hệt nhau. Như vậy ta nghĩ đến việc là nếu như ta nhóm 3 ra ngoài thì sẽ là z cộng 1. Được chưa? Nếu như trong đây chúng ta có là z mũ 3 cộng với z bình này, chúng ta nhóm z bình phương ra ngoài thì bên trong cũng là z cộng 1. Vậy thì phương trình này hoàn toàn có thể đưa về phương trình gì đây? Tích. Và việc giải phương trình tích thì chắc chắn là những cái phương trình đằng sau thì nó chỉ là bậc 2 và bậc nhất thì quá đơn giản rồi, đúng không? Như vậy giải phương trình bậc 3 này cũng không có vấn đề gì lắm, nó là một dạng đặc biệt thôi. Chúng ta sẽ giải cho thầy phương trình này bằng cách đưa về tích và ta tìm được z1, z2, z3. Từ đó chúng ta sẽ tính được biểu thức B. Được chưa? Từ phân tích đó chúng ta sẽ có lời giải như sau. Z mũ 3 cộng Z bình cộng 3Z cộng 3 bằng 0. Chúng ta sẽ nhóm nhé. Chúng ta hai thành phần này chúng ta nhóm cho thầy Z bình này, hai thành phần này nhóm cho thầy số 3 ra. Như vậy có chung nhau thành phần Z cộng 1 và em thu được đó là Z cộng 1 nhân với Z bình cộng 3 bằng 0. Đúng không? Như vậy chúng ta đã đưa về phương trình tích rồi. Và phương trình tích này muốn tích bằng 0 thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp sẽ là Z cộng 1 bằng 0, Z bình cộng 3 bằng 0. Được chưa? Sau đó thì chúng ta giải thôi. Cái Z cộng 1 bằng 0 này thì giải chắc chắn là đơn giản rồi. Chúng ta chuyển sang thôi, ta tìm được ngay Z bằng -1. Thế còn cái Z bình phương cộng 3 bằng 0 giải kiểu gì? Thì cách chúng ta vẫn làm đó là gì nhỉ? Với phương trình bậc 2 đặc biệt này, các em sẽ làm động tác là chuyển 3 sang đây cho thầy, nó sẽ là -3. Đúng không? -3 các em nhớ là viết ở dạng là y căn 3 tất cả bình phương. Và từ đó chúng ta cũng sẽ tìm được hai cái Z, bởi vì hai cái bình phương bằng nhau mà. Đúng không? Nếu bạn nào mà còn chưa hình dung ra điều mà thầy đang nói thì chúng ta có thể đặt bút xuống và chúng ta nháp, đúng không? Em chuyển 3 sang nhé, nó sẽ là -3, đúng không? -3 thì viết ở dạng là y căn 3 tất cả bình phương, và từ đó chúng ta sẽ có hai cái bình phương bằng nhau, em sẽ tìm được Z thôi. Chúng ta sẽ có như sau. Giải ra chúng ta tìm được Z bằng -1 và Z bằng cộng trừ căn 3y. Sau khi em tìm được Z rồi thì chúng ta lưu ý rằng Z bằng -1 và cộng trừ căn 3y này chính là ba cái Z1, Z2, Z3 của ta. Đúng không? Chính là ba cái Z1, Z2, Z3. Và thực ra là do vai trò của Z1, Z2, Z3 là như nhau, thế nên em hoàn toàn có thể giả sử rằng là cái Z1 của mình là bằng -1, thì Z2 của mình sẽ là căn 3y và Z3 của mình sẽ là trừ căn 3y. Cái việc mà em giả sử Z1, Z2, Z3 là những số nào trong ba cái số này nó không ảnh hưởng gì đến cái kết quả của biểu thức P, bởi vì vai trò của Z1, Z2, Z3 đây là hoàn toàn như nhau. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ tính thôi, chúng ta tính lần lượt các mô đun nhé. Ví dụ chúng ta có như sau. Z1 thì thầy thay nó là Z1 thì thầy thay nó bằng -1 đi, như vậy mô đun của -1 bình phương nó sẽ bằng 1, đúng không? Cái này sẽ là bằng căn 3y đi, ta thay vào. Cái này là trừ căn 3y thay vào. Thay vào em tính mô đun và sau đó em bình phương lên, dễ dàng rút gọn. Thì coi như là cái việc mà chúng ta sẽ phải đặt bút số chúng ta nháp nhé, là chúng ta sẽ thu được ngay là biểu thức P ở đây là bằng 7. Được chưa? Sau khi em tìm được P bằng 7 rồi, chúng ta sẽ đối chiếu với các đáp án A, B, C, D này. Thì chúng ta sẽ suy ra ngay phương án chính xác của ở đây sẽ là phương án gì? Phương án chính xác ở đây sẽ là phương án A. Được chưa? Như vậy bài này có hai kỹ năng mà bọn mình cần phải lưu ý. Đó là kỹ năng giải một phương trình và đưa về dạng tích. Và kỹ năng thứ hai là phải tính được cái mô đun mà các bình phương này. Được chưa? Chúng ta hãy tính mô đun đã, sau đó chúng ta hãy bình phương. Đúng không em? Và từ đó chúng ta sẽ tìm được phương án chính xác. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo, câu số 16. Cho số phức Z khác 0 sao cho Z không phải là số thực và V kép bằng Z chia cho 1 cộng Z bình là số thực. Tính mô đun của Z chia cho 1 cộng mô đun của Z bình. Với A, giá trị này sẽ bằng 1/2. Với B, 1/3. Với C, 1/5. Và với D, 2. Bài toán này thì bắt đầu là khó rồi. Được chưa? Đây là bài toán sẽ phân loại cho chúng ta. Những bạn nào học khá giỏi thì bắt đầu đến bài này là bắt đầu, những bạn khá giỏi thì mới có thể làm được. Tuy nhiên thì chúng ta hãy xem phân tích xem, nó cũng không phải có gì quá phức tạp đâu. Ta hãy xem lời phân tích lời giải của bài này nhé. Trước hết chúng ta xem này, Z không phải là số thực. Người ta cho chúng ta Z không phải là số thực. Như vậy Z ở đây sẽ là số phức, và tức là có cái phần ảo y ngắn, đúng không? Cái thứ hai là Z không phải là số thực nhưng lại thỏa mãn cái thành phần đó là V kép này, được biểu diễn theo Z. V kép được biểu diễn theo Z và V kép ở đây là số thực. Được chưa? Đấy, Z là số phức, không phải là số thực, nhưng V kép ở đây lại là số thực. Và người ta bắt chúng ta tính giá trị của biểu thức là mô đun của Z chia cho 1 cộng mô đun của Z bình. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm thế nào? Thế thì trước hết chúng ta hãy xem cho thầy như sau. Đó là trước mắt là chúng ta sẽ phải xem là nếu Z không phải là số thực thì chúng ta hãy xem cái biểu thức này. Cái biểu thức V kép của mình là bằng Z chia cho 1 cộng Z bình. Thì ta sẽ xử lý biểu thức này kiểu gì? Thì có một cái cách mà chúng ta xử lý biểu thức này, đó là chúng ta sẽ lấy nghịch đảo của cái V kép đi. Em lấy nghịch đảo của V kép để làm gì? Em lấy nghịch đảo của V kép để làm gì? Để chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như em lấy nghịch đảo của V kép thì ở đây chúng ta lưu ý là nó sẽ là bằng 1 cộng Z bình chia cho Z. Nhưng khi em lấy nghịch đảo thì em lại phải lăn tăn rằng là độ nhỡ mà V kép nó bằng 0 cái thì là nghịch đảo của nó sẽ không tồn tại, đúng không? Thế thì chúng ta đừng quên rằng là chúng ta có giả thiết là Z khác 0 rồi. Thế nên là việc mà lấy nghịch đảo là hoàn toàn thoải mái. Việc lấy nghịch đảo nó thoải mái, sau đó chúng ta sẽ có ngay là 1 trên Z này cộng với Z bình chia cho Z, và biểu thức này nó sẽ đơn giản. Thì trước hết là chúng ta sẽ xem là chúng ta lấy nghịch đảo đã nhé, sau đó chúng ta sẽ phân tích tiếp. Nhưng mà tuy nhiên thì để làm những bài toán này để cho thuận lợi cho những bạn nào mà trình độ và có vẻ là nhẹ nhàng thì hơn, thì thầy sẽ nhắc lại một vài kiến thức cơ bản như sau. Thầy có một vài nhận xét như sau nhé, chúng ta sẽ ghi nhớ nhận xét, và nhận xét này sẽ giúp ta làm được cái câu 16 này. Nhận xét đầu tiên, nếu như thầy đặt Z bằng A cộng BI với AB là các số thực thì khi đó chúng ta nhớ cho thầy là Z cộng Z ngang sẽ bằng 2A. Z cộng Z ngang bằng 2A, tại sao lại thế? Bởi vì Z thì bằng A cộng BI thì Z ngang sẽ là bằng A trừ BI, đúng không? Em cộng lại, điều này có nghĩa là số phức cộng với số phức liên hợp của nó sẽ bằng 2 lần phần gì đây? Phần thực. Vậy thì Z cộng Z ngang bằng 2A và A là số thực, thế nên 2A sẽ là số gì? Số thực. Như vậy Z cộng Z ngang sẽ là một số thực và nó bằng 2A. Cái thứ hai nữa chúng ta sẽ phải lưu ý cho thầy về Z nhân Z ngang. Chúng ta có Z thì bằng A cộng BI, Z ngang của ta sẽ là A trừ BI. Vậy thì Z nhân Z ngang sẽ chính là mô đun của Z bình phương. Với những bạn nào mà thành thạo về số phức thì cái công thức này không có gì là đặc biệt, là mới lạ, đúng không? Bởi vì chúng ta có Z, chúng ta có Z ngang, chúng ta nhân lại thì nó sẽ ra là mô đun của Z cả bình, tức là nó sẽ ra A bình cộng B bình đấy. Được chưa? Đây là hai công thức mà chúng ta ghi nhớ. Như vậy Z cộng Z ngang là số thực và Z nhân Z ngang sẽ bằng mô đun của Z bình. Thì từ công thức đó chúng ta sẽ bắt đầu xử lý như sau. Chúng ta trước hết chúng ta sẽ xử lý cái V kép. Chúng ta sẽ có như sau này. V kép thì bằng là Z chia cho 1 cộng Z bình. Bây giờ thầy sẽ làm động tác là lấy nghịch đảo của V kép, và do Z đã khác 0, thế nên số phức Z này, V kép này đã khác 0 rồi, thế nên luôn luôn tồn tại nghịch đảo. Chúng ta sẽ có như sau. V kép là số thực, là theo giả thiết đầu bài. Thì khi đó chúng ta sẽ có như sau. 1 chia cho V kép sẽ được viết là bằng ta nghịch đảo đi, 1 cộng Z bình phương chia Z, đúng không? Đấy, Z bình cộng 1 chia Z này. Và chúng ta tách ra cho thầy này, đó là Z bình phương chia cho Z thì ra Z, và cộng với 1 chia cho Z. Ok, đấy, chúng ta thấy này, chúng ta thấy một điều đó là V kép là số thực. Vậy thì 1 trên V kép cũng sẽ là số thực. Mà 1 trên V kép vừa rồi lại được viết ở dạng là Z cộng với 1 phần Z. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ suy ra đó là 1 trên V kép là số thực rồi. Điều này có nghĩa là Z cộng với 1 chia cho Z là số thực. Z cộng 1 trên Z là số thực thì theo nhận xét vừa rồi của ta, chúng ta có Z cộng với Z ngang là số thực đấy. Thì theo nhận xét vừa rồi của ta là chúng ta sẽ suy ra ngay là 1 chia Z này chính là số phức liên hợp của anh Z. Nào, chúng ta có hiểu điều này không? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì ta có là Z cộng với 1 trên Z thì là số thực, đúng không? Mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có nhận xét là Z cộng Z ngang này cũng là một số thực. Như vậy điều này có nghĩa là cái 1 trên Z này sẽ là liên hợp của Z, đúng chưa? Từ đó thì ta sẽ suy ra ngay, đây, anh này là số thực, đúng không? Và suy ra này, 1 trên Z sẽ là số phức liên hợp của số phức Z. 1 trên Z là số phức liên hợp của số phức Z, tức là gì? Số phức liên hợp của số phức Z chính là Z ngang. Điều này có nghĩa là 1 trên Z này chính là Z gì? Z ngang. Đúng không? 1 trên Z chính là Z ngang. Và từ đó ta sẽ có như sau. Tức là 1 trên Z sẽ là Z ngang. Sau khi em có 1 trên Z là Z ngang rồi, thì chúng ta nhớ rằng là hình như chúng ta có một cái công thức liên quan đến mô đun, đó là gì nhỉ? Chúng ta có Z nhân Z ngang thì bằng mô đun của Z bình. Và từ đó chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có Z nhân Z ngang thì bằng mô đun của Z bình, đúng không? Mà bây giờ thì chúng ta sẽ có là Z ngang của mình thì ta thay bằng 1 trên Z. Đây là Z ngang thay bằng 1 trên Z. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ thu được là Z nhân với 1 trên Z sẽ bằng mô đun của Z bình. Mà nhớ rằng là Z nhân 1 trên Z là bằng mấy? 1. Đúng chưa? Từ đó ta sẽ suy ra ngay. Đây. Em thay Z ngang nhé, bằng 1 trên Z vào. Và ta rút gọn đi. Z với Z là hết rồi đúng không? Như vậy ta thu được là 1 sẽ bằng mô đun của Z bình. Tức là mô đun của Z sẽ bằng mấy? 1. Đúng chưa? Tức là em suy ra là mô đun của Z bằng 1. Nào, em có hiểu chỗ này không nhỉ? Đấy. Tại vì thầy giản ước chỗ này đi thì hết rồi đúng không? Thì về bên này nó sẽ là bằng 1 và bên này sẽ là mô đun của Z bình. Mô đun của Z bình bằng 1 tức là mô đun của Z sẽ bằng mấy? 1. Sau khi em tìm được mô đun của Z bằng 1, thật là đơn giản đến chỗ này rồi thì công việc còn lại chỉ cần làm động tác ở đây đó sẽ là gì? Em thay vào biểu thức này thôi đúng không? Chúng ta có mô đun của Z bằng 1 thì em thay vào đây. Chúng ta sẽ thu được là 1 chia cho 1 cộng 1 bình. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra là mô đun của Z chia cho 1 cộng mô đun Z bình sẽ bằng 1 chia cho 1 cộng 1 bình và kết quả bằng 1/2. Sau khi em thu được 1/2 rồi, chúng ta sẽ được phương án chính xác đây sẽ là phương án gì? Như vậy bài toán này là bài toán khá là hay nhưng mà hơi khó đúng không? Hơi khó bởi vì ở đây sẽ sử dụng tất cả các kỹ năng cơ bản nhất mà đó chính là hai kỹ năng mà thầy vừa nói ở ban đầu ấy, là Z cộng Z ngang sẽ là một số thực và kỹ năng thứ hai đó chính là gì? Đó chính là sử dụng công thức Z nhân Z ngang chính bằng mô đun của Z bình phương. Đúng không? Bài này khó hơn một chút rồi. Nếu bạn nào mà vẫn còn chưa hiểu bài này thì các em có thể đặt bút và chúng ta sẽ làm lại bài này và chúng ta xem là chúng ta vận dụng thành thạo hai cái công thức mà thầy vừa nói là chúng ta có thể xử lý bài này thật tốt. Được chưa? Đây là một bài tập rất là hay. Các em thân mến, 60 phút của chương trình Chinh phục kỳ thi trôi qua thật nhanh đúng không? Và mặc dù còn rất nhiều bài mà chúng ta vẫn còn thắc mắc, tuy nhiên thì do thời lượng của chương trình không cho phép, thế nên là bài học của chúng ta ngày hôm nay tạm dừng tại đây. Chúng ta có thể theo dõi cái lời giải chi tiết và các đáp án của phần mà thầy đã trình bày, phần bài giảng mà thầy đã trình bày thông qua cái việc truy cập vào website của chương trình, đó là chinh phục kỳ thi vtv7.vtv.vn. Các em cũng có thể truy cập vào fanpage của chương trình, đó là chinh phục kỳ thi VTV7 để có thể có thêm nhiều thông tin và có thêm nhiều đề cho các môn học khác nữa. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt các em.